mình đã coi quá nhiều những cái bộ phim hài, những cái bộ phim tình cảm, những cái bộ phim ma, coi như là hầu như là thị trường mình đang thiếu và đang nhớ một cái sản phẩm hành động. Thì với cái suy nghĩ đó và cái tiêu chí đó thì ekip mới quyết định là ok, bây giờ mình quay trở lại để mình làm cho fan hành động, là những người yêu nghệ thuật, những người yêu võ thuật. Tại vì đã quá lâu rồi không ai xem, không ai thấy được hết. Rõ ràng là những cái dòng phim hành động trên thị trường của Hollywood thì mỗi lần vào thị trường Việt Nam vẫn có rất là nhiều khán giả đi xem. Giống như mình thấy là Marvel hay tất cả những bộ phim khác cứ là hành động luôn, cả những bộ phim của Liam Neeson hay là những bộ phim của John Wick, ví dụ vậy, thì họ vẫn có rất là nhiều fan hành động để đi xem. Khán giả Việt Nam vẫn rất là thích xem phim hành động nhưng mà họ không có phim hành động để xem. Thì đây là một bộ phim để cho họ lại một lần nữa quay trở lại với cái sự yêu thích. Và đối với Vân thì có thể một lần nữa tự hào rằng Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu có được những cái bước chuyển tốt hơn qua bằng ấy những năm không làm phim hành động, không sản xuất phim hành động. Thì đây lại là một cái sản phẩm có thể nói từ dòng máu anh hùng cho tới bây giờ, thì lại một lần nữa chúng ta có thể có quyền tự hào là phim hành động Việt Nam bây giờ nó đã phát triển và đã tốt hơn rất nhiều. Để chuẩn bị tâm lý cho một cái bộ phim hành động như thế này thì nó phải có cái quá trình. Vâng, thì từ cái bộ phim cuối cùng 2009 là bộ phim Bảy Rồng tới bây giờ là cũng hơn mười mấy năm rồi, gần như là 10 năm. Không có muốn làm hành động, mặc dù rằng biết rằng là mình làm một cái phim hành động thì mình phải đầu tư công sức rồi cái lý trí rồi cái sức khỏe rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì giống như là cái vai diễn hành động nó cứ theo bám Vân trong suốt những cái bước đường mà Vân làm diễn viên, rồi lại có cái cơ hội để tham gia vào Star Wars với lại Rey, thì cũng có những cái lịch tập rất là khắt khe ở phía sau đó cùng với lại ekip của Hollywood. Thì thực sự thì hồi xưa giờ ở phía ngoài cuộc sống bình thường thì Vân cũng là một cô gái rất là năng động, thích tập thể dục gì đó. Nhưng mà nếu mà đến với một cái vai diễn hành động thì ngoài cái sức khỏe không thì cũng không có đủ để đáp ứng cho một cái vai diễn hành động, mà còn phải có một cái thể lực cực tốt. Bởi vì nếu như mà mình đánh mười mấy tiếng một ngày thì không thể nào có thể chịu đựng được. Có nghĩa là mình có thể đánh 1-2 tiếng một ngày, nhưng mà đánh mười mấy tiếng một ngày thì nếu mà sức khỏe tốt thì không đủ, mà nội lực phải thực sự rất là tốt. Ngoài đó thì còn cái nghị lực nữa, cái suy nghĩ của mình nữa. Mình phải thôi thúc bằng cái suy nghĩ và cái nghị lực của mình để thúc đẩy cái nội lực của mình phải không được bỏ cuộc. Thì Vân rất là sợ đóng vai hành động, mà nhất là những cái vai diễn như thế này, giống như là một vai diễn mà chạy suốt từ lúc bắt đầu phim cho tới lúc cuối phim, mà nếu như không quay Vân thì không có ai khác hết. Thì cái trọng trách và cái vai trò của Vân rất là căng thẳng, bởi vì nếu mà mình mà bỏ cuộc một cái thì cả đoàn phim phải ngưng, cho nên cái áp lực rất là lớn. Vân nghĩ rằng là tại cái tinh thần và cái trách nhiệm của mình làm như thế nào để đừng có ngưng, để cho đoàn làm phim phải chậm trễ một cái giây phút nào hết, cộng thêm cái suy nghĩ của một cái nhà sản xuất nữa, mình cũng không thể nào ngưng được nữa. Cho nên cho dù có mệt, có yếu sức, có làm việc quá sức lực của mình, rồi có bị thương, chấn thương, đau đớn, tất cả mọi thứ đều nuốt vô trong hết để cố gắng hoàn tất, để cho tất cả các anh em, ekip, mọi người đừng có bị chậm trễ công việc, và trên hết là hiểu được là mọi người cũng đang có mặt ở đó để giúp đỡ mình để hoàn tất một cái bộ phim với một cái mong muốn và cái khao khát là mình làm như thế nào cho nó tốt nhất cho cái sản phẩm này mà thôi. Cho nên Vân nghĩ đó là những cái suy nghĩ mà Vân có được để có thể hoàn tất cả một cái hành trình của Hai Phượng. Cái đầu của Vân nó bị nhồi nhét vô tới 7 cảnh đánh khác nhau. Và 7 cảnh đánh nó là quá nhiều những cái động tác nhỏ, những cái chi tiết mà với lại những cái cách đánh này nó rất là mới. Nó gọi là close combat đó, là cũng như đánh cận chiến đó. Cái thời gian đầu khi mà Vân tập những cái cận đánh này là Vân bị stress luôn. Và tự nhiên cái lúc mà bắt đầu đi đánh, đi bắt đầu đi quay á, là Vân cứ bị tập trung vào những cái cảnh đánh, xong cái Vân quên là Vân phải tập trung vào cái diễn xuất của người mẹ nữa. Tại vì lúc đó mình sợ mình đánh không được, với lại phần bây giờ mình không có nhanh nhẹn như hồi xưa nữa, tay chân mình nó cũng không có nhạy bén như hồi xưa nữa, cơ thể mình nó cũng không chịu đựng như hồi xưa nữa. Tại vì thật ra thì nói đi nói lại thì mình cũng bị hạn chế rất là nhiều bởi vì tuổi tác. Thì cái trận đánh, cái combo cuối cùng đó,
lúc mà bắt đầu quay máy quay á, là không có cái cảnh đó, không có cái trận đó. Thì cả đoàn làm phim quay hết bộ phim hai phần rồi, đi về dựng xong xuôi hết trơn rồi mới xem rằng là thực ra thì đánh cái đoạn cuối cùng với lại cái chị Thanh Sói đó vẫn chưa có đã, vẫn chưa có đã, vẫn chưa có cái cảm giác là nếu như mà mình mà một người mẹ mà phải chạy một cái bước đường quá xa rồi mình gặp cái người này mà cái người này ác đến nỗi như vậy, mình làm như thế nào cũng không thể vượt qua được. Kiểu giống như là đến một cái giây phút mà một là cái người đó chết, hai là mình chết thôi. Tại vì nếu như mà mình không duyệt bạn này thì mình không thể nào bước tới, và mình không có cái cơ hội để mình tìm lại cái con mình đã bị mất. Thì với tất cả những cái cảm xúc của người mẹ ngay cái khúc đó, kiểu giống như là sống còn rồi, bây giờ một là mẹ chết, hai là tao chết thôi, bây giờ tao bắt buộc là tao phải cứu con tao về thôi. Thì khi mà về đến nhà dựng lại bộ phim thì thấy nó vẫn chưa có đạt. Cho nên cả Vân và anh Kiệt đều quyết định là ok, mình cần thêm một chút xíu nữa, thì mới gọi điện thoại cho cái bạn thiết kế hay là đạo diễn hành động để nói thêm là chúng tôi cần thêm một thước nữa. Thì lúc đó thì cái ekip lại một lần nữa quay về Việt Nam và thiết kế lại cái đoạn cuối cùng đó. Và để tập thì cái đoạn đó là tập trong vòng một tuần và quay chỉ trong một ngày. Và cái ngày đó là cái ngày phải nói là kinh khủng nhất đối với Vân, bởi vì chưa bao giờ mà Vân phải đánh hơn 17 tiếng đồng hồ cho cái cảnh đó. Mọi người nhớ tới cái cảnh cuối cùng Vân quay, cái não mình nó vẫn muốn là mình sẽ làm những cái động tác combo đó, nhưng mà cái cơ thể của mình là coi như là đã kiệt sức rồi, nó đã kiệt quệ rồi. Nó hiểu Vân, cái não ra lệnh là cái tay nó phải nhấc lên, mà lúc đó cái tay nó không nhấc lên, nghĩa là cơ thể hoàn toàn kiệt quệ, có nghĩa là nó không ghi nhận bất cứ một cái gì nó đưa ra từ não nữa. Thì cái đó là một cái cảm giác là chưa bao giờ Vân gặp trước đây luôn. Kiểu giống như là cơ thể mình nó bỏ cuộc luôn trước khi cái não mình nó làm được, nó muốn được rồi. Đó là một cái ngày phải nói là chúc hết tất cả những cái tàn sức của Vân còn lại cho cái giai đoạn, cho cái cả trận đấu đó. Và cũng may là Vân cũng có được những người anh em cascader đã hỗ trợ cho mình hết mình, cộng thêm có một cái người thế Vân cũng rất là giỏi, đã học rất là nhiều năm về những cái môn võ như môn Việt Nam, cũng đã hỗ trợ Vân rất là giỏi, cho nên Vân cũng đã vượt qua được đó. Mà nghe tới cái câu livestream là muốn kiếm cục gạch liền. Thiệt sự luôn á. Phải nói luôn á là khi mà làm phim thì mình phải đối đầu với rất là nhiều những khó khăn. Mình không nói tới những khó khăn về sản xuất, về kịch bản, mình làm như thế nào để có một cái sản phẩm nó hoàn chỉnh và tốt nhất để cho người ta xem, người ta tấm tắc, người ta khen. Mà còn sau khi đó là phải đối đầu với làm sao để có thể được cục điện ảnh duyệt để không bị cắt phim. Rồi sau đó lại phải đưa ra tới phát hành làm như thế nào để có những cái giờ chiếu cho nó tốt nhất để khán giả đến xem phim. Rồi qua những cái đợt đó rồi phải đến cái sự đối đầu tới những cái ông con không hiểu ra vấn đề cầm máy vô trong rạp để quay phim nữa. Hiểu là không hiểu nổi tại sao mình làm phim ở Việt Nam nó khó như vậy. Mà lần này cái áp lực của Vân càng lớn hơn nữa là bởi vì như quý vị cũng đã nghe được thông tin là Vân sẽ ra mắt cái bộ phim này ở hai thị trường, có nghĩa là thị trường Việt Nam và thị trường Mỹ cùng một lúc. Thì để làm được điều đó thì bên công ty phải ký kết rất là kỹ và chặt chẽ về cái bản quyền. Phải nói là bây giờ Vân áp lực, hồi xưa trước giờ mỗi một bộ phim Vân ra là Vân rất là áp lực, nhưng mà lần này Vân còn áp lực gấp đôi nữa. Thì lần này công ty cũng đã ký kết với lại một số những cái công ty bảo vệ để cái bản quyền cho cái bộ phim này rồi. Sẵn đây thì cho Vân gửi lời kêu gọi luôn, thực sự nếu như chúng ta còn muốn phim Việt Nam đi xa nữa thì chúng ta cần phải hiểu đó là mình cần phải bảo vệ những cái sản phẩm của mình, những sản phẩm Việt Nam, để gì? Với một cái thông điệp sâu xa hơn là đưa phim Việt Nam đi xa hơn để con người chúng ta có nhiều thứ để tự hào hơn thôi. Chứ không phải là bản thân Vân muốn làm phim là tại vì muốn kiếm tiền hay là gì đâu. Thực sự luôn, sâu xa ở phía sau nó chỉ vẫn là một cái tâm quyết duy nhất là làm như thế nào để người ta thấy rằng là Việt Nam của chúng tôi bây giờ khác rồi, phim của chúng tôi bây giờ khác rồi, chất lượng của chúng tôi bây giờ khác rồi. Và đã làm được tới những cái điều này, có được cái sự bắt tay để phát hành cùng hai thị trường thì rõ ràng mình đã chứng minh rất là nhiều thứ. Bây giờ cái điều còn lại là nhờ khán giả, nhờ những người có ý thức nhiều hơn để có thể bảo vệ cái bản quyền, và nhờ anh chị em báo chí cùng đưa ra những cái thông điệp để các bạn hiểu thêm về điều đó, và để chúng ta có cơ hội để cho phim Việt đi xa hơn thôi. Cảm ơn mọi người. Rồi, quá
định lấy chồng mà nếu mà dừng. Bây giờ tôi tuyên bố lấy chồng cái là nó nổ luôn phải không? À, không thì phải không? Lên luôn. Ý là sao? Nếu mà lấy chồng vậy thì bây giờ có nghĩ đến cái chuyện riêng không? Cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi, sao không dùng chữ lớn tuổi vậy? Là tôi bằng tuổi nhau mà. Trẻ lắm mà. Ý là có muốn không? Một câu, con trẻ là mới gặp nhau có 20 năm chứ mấy. Con trong này con cũng cho nó đầy nó trọn. Sao ta hỏi lại câu đó tại ý sao là có, ý là có nghĩ đến cái chuyện lập gia đình hay không? Nói chung mình nghĩ nhiều năm lắm rồi nhưng mà chưa nghĩ ra. Chừng nào thì sẽ chừng nào có người nghĩ ra thì mình ấy thôi chứ giờ sao biết. Mẹ có chưa, có chưa? Hả? Đợi vài bữa nữa tôi tuyên bố cho nó có chuyện rầm rang nha. Đợi vài bữa nữa tôi tuyên bố cho nó có chuyện rầm rang. Đợi vài bữa nữa tôi tuyên bố cho nó có chuyện rầm rang nha. Đợi vài bữa nữa tôi tuyên bố cho nó có chuyện rầm rang nha.